Kinh Đại Bảo Tích, quyển 102, hán dịch đời tùy, tâm tại Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, người xứ Thiên Trúc. Pháp hội 36, Thiên Tự Thiện Trụ Ý phần 1. Phẩm 1 Duyên Khởi. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Bà Già Bà ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quật, cùng chúng tỳ kheo 62.000 người họp. Đều là bậc đại đức, có đủ thần thông. Các bậc đại thanh văn làm thượng thủ, còn có 42.000 vị đại Bồ Tát, tên các vị là Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát Sư Tử Tràng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Đại Biện Tụ Vương, Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương, Bồ Tát Thiện Trượng Phu, Bồ Tát Tu Di Đảnh, Bồ Tát Tu Di Tràng, Bồ Tát Bất Khả Động, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa Ý, Bồ Tát Thiện Tư Duy, Bồ Tát Tư Tâm, Bồ Tát Dụng Ý, Bồ Tát Thiện Tư, Bồ Tát Bảo Kế, Bồ Tát Sơn Tướng Kết Vương, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Ý, Bồ Tát Bảo Ấn, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Thường Hạ Thủ, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Độ Chúng Sinh, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Như Ngôn Hành, Bồ Tát Thượng Nguyện, Bồ Tát Đăng Thủ, Bồ Tát Tâm Bình Đẳng, Bồ Tát Trừ Ác Đạo, Bồ Tát Trừ Chư Ưu Ám, Bồ Tát Bất Xả Trọng Đảm, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Nguyệt Tạng, Bồ Tát Kim Cương Bộ, Bồ Tát Vô Biên Bộ, Bồ Tát Vô Lượng Bộ, Bồ Tát Bất Động Hành Bộ, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Thắng Ý, Bồ Tát Ích Ý, Bồ Tát Tăng Thượng Ý, Bồ Tát Thành Hạnh, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nguyệt Tràng, Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Minh Chiếu, Bồ Tát Dũng Bộ, Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Hồng Âm, Bồ Tát Vô Ngại Biện, Bồ Tát Tương Ưng Biện, Bồ Tát Thiệp Tật Biện, Bồ Tát Tối Thắng, Bồ Tát Ế Nhật Nguyệt Quang, Bồ Tát Vô Phan Duyên, Bồ Tát Vô Phước Ý. Đọc lại, Bồ Tát Vô Trước Ý, Bồ Tát Thường Tiếu, Bồ Tát Hỷ Căn, Bồ Tát Trừ Chướng Cái, Bồ Tát Chuyển Nữ Thân, Bồ Tát Ma Ni Châu, Bồ Tát Năng Minh, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na, Bồ Tát Hỏa Diệm, Bồ Tát Chúng Thắng Vương, Bồ Tát Thâm Thuyết Giả. Các đại Bồ Tát như vậy đều làm thượng thủ. Còn có Đại Vương Tứ Thiên, Đao Lợi Thiên Vương, Chủ Cõi Ta Bà Đà Phạm Thiên Vương, cùng 6 vạn chư thiên cùng đến hội họp. Còn có Thiên Tử Thiện Trụ Ý, Thiên Tử Thiện Đức, Thiên Tử Đại Tự Tại cùng 3 vạn vị thiên tử tập hội. Các vị thiên tử này đã an trụ lâu đời, an trụ lâu nơi Bồ Tát Đạo. Còn có 2 vạn Atula Vương, La Hầu Atula Vương và Tu Di Atula Vương làm thượng thủ, cùng đã an trụ lâu nơi Bồ Tát Đạo. Còn có 6 vạn Đại Long Vương, Ana Bà Đạt Đa Long Vương và Thắng Nguyệt Long Vương là thượng thủ, cùng đã an trụ Bồ Tát Đạo. Ngoài ra còn vô lượng trời đồng, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, ức 100.000 chúng, cho đến tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, vô lượng đại chúng đều đến tập hội. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, do vô lượng 100.000 đại chúng như vậy vây quanh lúc đang thuyết pháp, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ở nơi tịnh thất, nhập tam muội tên Vô Tránh, trừ tâm yên lặng bất động. Văn Thù Sư Lợi nhất tâm an tường, tô tam muội khởi dậy, liền đó vô lượng vô biên thế giới chấn động 6 cấp. Văn Thù Sư Lợi từ tam muội dậy rồi suy nghĩ rằng, trong vô lượng vô biên thế giới ấy mới có một Phật Như Lai xuất thế, như hoa u đàm ít khi xuất hiện. Chư Như Lai ứng cúng đặng chánh giác như vậy, rất hy hữu khó gặp. Pháp được nói ra rất hy hữu, rất khó nghe. Pháp được nói ra, dứt hết sinh tử, diệt, tịch diệt, niết bàn, chẳng thể nghĩ lường, không có phân biệt, rất sâu, không thể dụ, khó hiểu, khó biết. Nhưng vì chư Phật chẳng xuất thế, vì chẳng được nghe, Pháp, nên chúng sinh khổ khó cùng tận được. Này tôi nên đến chỗ Đức Như Lai để hỏi nghĩa ấy. Do hội nghĩa ấy mà khiến các chúng sinh thành tựu căn lành, cũng làm cho tất cả người hành Bồ Tát Đạo trong các Phật Pháp sâu xa chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa ấy không còn nghi hoặc và đều được thành mãn Phật Bồ Đề sự. Nhưng các chúng sinh ở thế giới Ta Bà này nhiều tham dục, sân hận, ngu si, dứt pháp lành, ngoan độn, dối trá, không có hổ thẹn, ngã mạn cống cao, xa rời chư Phật, trái pháp, chống tăng, khiến họ được nghe Pháp sâu xa như vậy. Để được trí nhãn thanh tịnh, nên tôi còn phải vân tập chúng Bồ Tát mười phương để đều được nghe Đức Như Lai nói pháp môn vi diệu ấy mà chứng nhập, mà chứng pháp nhẫn sâu xa. Suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền nhập tam muội tên Phổ Quang Vô Cấu Trang Nghiêm, phóng ánh sáng lớn chiếu phương đông hằng hà sa cõi Phật, cùng chiếu cả phương tây, phương nam, tây bắc 4 góc trên dưới hằng hà sa cõi Phật. Trong ấy bao nhiêu chỗ u ám uẩn khuất, gộp núi rừng cây, các núi lớn nhỏ như núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Tiết Vi, núi Đại Tiết Vi, và các núi Hắc, núi Tu Di,
núi Đại Tu Di, ánh sáng ấy chiếu suốt không chướng ngại. Nơi hằng hà sa thế giới mười phương ấy hiện có Phật thuyết pháp. Đệ tử thị giả đều bạch hỏi Phật mình về nhân duyên có ánh sáng lớn như vậy. Bạch Thế Tôn, nhân duyên gì mà có ánh sáng mang điềm tốt lớn như vậy hiện ra thế gian? Bạch Thế Tôn, con từ xưa chưa từng nghe thấy ánh sáng như vậy thanh tịnh vi diệu. Bạch Thế Tôn, đó là ánh sáng gì mà làm cho chúng con rất hoan hỷ, tâm được thanh tịnh, cũng khiến các chúng sinh không còn tham sân si, các ác phiền não. Ánh sáng này ai làm ra, ai gia trì nó mà chiếu đến đây? Mười phương chư Phật kia yên lặng không đáp. Lúc ấy tất cả âm thanh trong mười phương thế giới, như là âm thanh của trời, âm thanh của rồng, âm thanh của dạ xoa, âm thanh của cà thất bà, âm thanh của Atula, âm thanh của Kalola, âm thanh của Bất Khẩn Na La, âm thanh của Mahola già, âm thanh của nhân, âm thanh của phi nhân, âm thanh của voi, ngựa, hoặc âm thanh của các loài cầm thú đều ngân bạc. Tất cả âm thanh của gió, lửa, nước, sóng biển, âm nhạc, ca vịnh đều do thần lực của Phật lúc ấy đều ngân bạc. Các đệ tử thị giả là bạch chư Phật, bạch Thế Tôn, ngưỡng mong đệ tử vì thương xót tất cả trời người, vì an lạc tất cả trời người, vì lợi ích tất cả trời người, và vì chúng con tuyên nói ánh sáng ấy từ đâu chiếu khắp các cõi Phật. Bây giờ mười phương chư Phật liền dùng tất cả âm thanh của Đức Phật trong hàng hà xa thế giới, đều đồng phạm âm như từ một miệng Như Lai tuyên diễn. Sự việc được nói cũng không sai khác, đều dùng diệu âm truyền cho các đệ tử thị giả của mình. Ngay khi các Đức Phật ấy tuyên giảng, tất cả thế giới chấn động sâu cách, trăm ngàn kỷ nhật đồng thời trỗi lên, cho đến tất cả âm nhạc của trời, người Atula, chẳng đánh mà đều tự kêu. Trong tất cả tiếng nhạc ấy đều phát ra pháp âm, đó là tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng không, vô tướng, vô nguyện, tiếng ly dục, tiếng giải thoát, tiếng pháp giới, tiếng như như, tiếng thực tế, tiếng bố thí, ba la mật đa, địa giới ba la mật đa, nhẫn nhục ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, thiền ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa, tiếng đại từ bi hỷ xả, tiếng hòa hợp, tiếng lợi ích, tiếng xuất ly, phát ra tiếng trăm ngàn Phật pháp như vậy. Lúc pháp âm phát xuất như vậy, có vô lượng A Tăng Kỳ ức na do tha trăm ngàn chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề và đều an trụ nơi địa vị không thoái chuyển. Cũng có người thành Bích Chư Phật, thành Thanh Văn, thành Phạm Vương, Đế Thích, chuyển Luân Phương. Mười phương chư Phật đều bảo thị giả đệ tử mình: Này Thiện Nam, ông chớ thỉnh hỏi sự ấy, vì sao? Vì nhân duyên ánh sáng ấy chẳng phải cảnh giới của hàng Thanh Văn Bích Chư Phật. Nếu này ta nói thì thế gian trời người Atula sẽ mê muội, vì vậy mà ông chớ nên thỉnh hỏi sự ấy. Chư Phật Thế Tôn, nếu nói nhân duyên của ánh sáng ấy, thì nay thì hay sinh và thành tựu chẳng thể nghĩ bàn các thắng thiện căn. Cũng do chẳng thể nghĩ bàn các thắng thiện căn mà xuất sinh những hạnh ba la mật đa như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các hạnh như vậy chính là do ánh sáng ấy xuất sinh và thành tựu. Chư Phật chúng ta hoặc một kiếp hay giả một kiếp, ngợi khen công đức ánh sáng ấy luôn không cùng tận, là đem các căn năng lực thiện căn từ bi hỷ xả như vậy cùng chung huân tu khiến ánh sáng ấy hay sinh hoan hỷ. Thị giả đệ tử của chư Phật mười phương lại hai ba phen ân cần thư tỉnh, ngưỡng mong Thế Tôn vì thương xót hàng trời người, vì an lạc hàng trời người, vì lợi ích hàng trời người, vì thành thục các thiện căn cho các Bồ Tát và vì chúng con nói nhân duyên của ánh sáng ấy. Chư Phật mười phương đến bảo các thị giả: Thiện Nam, ông nên lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Vâng, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện thiết tha nghe. Chư Phật mười phương đều bảo thị giả mình rằng: Này Thiện Nam, có thế giới tên Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, xuất hiện đời năm trượt. Chúng sinh cõi ấy phần đông nhiều tâm dục, sân hận ngu si, phiền não, khổ bách, không cung kính, chẳng hổ thiện, làm nhiều việc bất thiện. Đức Phật ấy hay ở trong đời ác năm trượt như vậy, mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang thuyết pháp cho đại chúng tại đó. Phật Thích Ca Mâu Ni có một đại đệ tử Bồ Tát Maha Tát tên Văn Thù Xá Lợi, có đại công đức, đủ đại trí tuệ, tinh tấn dũng mãnh, có hai thần lớn, hay khiến các Bồ Tát hoan hỷ, hay khiến các Bồ Tát tu hành trọn vẹn, hay khiến các Bồ Tát phát dũng mãnh cần mẫn, hay khiến phân biệt tất cả pháp cú, hay đạt vô ngại trí tuệ ba la mật đa, hay đầy đủ vô ngại biện tài, nơi các Đà La Ni đã được tự tại, đã hoàn toàn thành thục tất cả công đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Nay Bồ Tát ấy sắp muốn thỉnh hỏi Thích Ca Mâu Ni, Như Lai
pháp môn sâu xa, để các Bồ Tát thiện căn thành thục, để hành Bồ Tát thừa đầy đủ các Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn ấy. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi phóng ánh sáng này là muốn văn tập vô lượng A Tăng Kỳ các chúng Bồ Tát ở thập phương thế giới, để cho các Bồ Tát đắc thắng pháp. Do đó mà Bồ Tát phóng ánh sáng lớn chứ các Phật độ như vậy. Các thị giả đã bạch hỏi Phật mình: Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi ấy trụ tâm bụi nào để phóng ánh sáng lớn như vậy? Cho Phật mười phương đều bảo thị giả mình: Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nhập tam muội tên là Phổ Minh Vô Cấu Trang Nghiêm mà phóng ánh sáng ấy. Các thị giả bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con chưa bao giờ được thấy ánh sáng rất thanh tịnh hay khiến thân tâm hoan hỷ như vậy. Chư Phật lại bảo thị giả mình: Phải chăng Bồ Tát ấy muốn dạy các Bồ Tát phát khởi tu hành? Phải chăng Bồ Tát ấy muốn phân tập chúng Bồ Tát? Phải chăng Bồ Tát ấy muốn phân tập chúng Bồ Tát để tuyên nói kinh điển vi diệu như thế này? Bây giờ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới có vô lượng A Tăng Kỳ chúng Bồ Tát đều đến chỗ Phật mình, mà bạch họ nhân duyên ánh sáng ấy và đều mong muốn đến thế giới Ta Bà để được lễ kính Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe Phật thuyết pháp và được thấy Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi và chúng hội Bồ Tát. Chư Phật đều bảo chúng Bồ Tát mình: Này các thiện nam, nếu muốn đi thì tùy ý, nay đã đến lúc. Mười phương vô lượng vô số không thể nghĩ được, không thể đếm được, không thể lường được ức Na Do Tha trong ngàn tầng Bà La. Các đại Bồ Tát liền ẩn nơi thế giới mình, rồi như trong thời gian của lực sĩ có giữa cánh tay các vị đó, hiện ra tại thế giới Ta Bà, lên trước Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Trong lúc ấy có vị mưa các thứ hương, hương xoa, hương bột, hương có thành vòng. Có vị mưa các thứ hoa vi diệu, hoa ưu bất la, hoa bát nồ ma, hoa co vật đầu, hoa phân đà lợi, hoa chim ba ca, hoa ba tra lợi, hoa đà đô ca lợi, hoa a tha mục đa ca, hoa tô ma ha, hoa bà lợi sự ca, hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, hoa ba lô sa, hoa ma ha ba lô sa, hoa chiên đàn la, hoa ma ha chiên đàn la, hoa vi diệu chiên đàn la, hoa trước ca la, hoa ma ha trước ca la, hoa tối diệu trước ca la, và các thứ vòng hoa. Có vị phát xuất trong ngày âm thanh thượng diệu, có vị dùng một âm thanh vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, ca tụng công đức của Đức Phật. Các Bồ Tát mười phương dùng nhiều thứ trang nghiêm như vậy để đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Lúc các Bồ Tát mười phương văn tập nơi thế giới Ta Bà này, các chúng sinh địa ngục, súc sinh ngạ quỷ đều yên tĩnh, thân tâm an lạc, không có tham dục, sân não, ngu si, đều sinh lòng từ hoàn toàn hoan hỷ. Vì sao? Vì do thần lực của chúng Bồ Tát mười phương khiến có sự như vậy. Chúng Bồ Tát mười phương đến lễ chân Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đi quanh bên phải ba vòng, ở trên hư không nhập tam muội tên là Bồ Tát Ẩn Thân. Nhập tam muội rồi, cho tùy ý sinh ra vô lượng trăm ngàn thứ các thứ, tòa hoa sen lớn, màu sắc vi diệu, kiết già ngồi lên trên và đều ẩn thân chẳng còn hiện. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp thấy sự đại thần thông hiện điềm tốt hy hữu thù đặc ấy, lại thấy mưa to, hương và hoa, cũng nghe do lượng âm nhạc, cũng thấy phong ánh sáng lớn, cũng thấy khắp cõi đại thiên đều mưa diệu hoa đầy dày lên gối, cũng thấy tất cả chúng trời rồng dạ xoa cả tất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già nhân và phi nhân cho đến chúng tỳ kheo ni U Bà Tắc U Bà Chi, tất cả đều thành tựu thân tướng kim sắc, liền đứng dậy giữ đúng oai nghi để họ vẽ áo bên phải, cúi phải quỳ sát đất chắp tay cung kính nói kệ khen Đức Phật. Hoan hỷ thương ban tất cả vui, dung nhan viên mãn không cấu tịnh, mười lực hùng mãnh các đại nhân, đầy đủ kim cang tướng trăm phước, giàu trong ba cõi khắp trời người, tất cả không ai bằng Phật được, chẳng thể nghĩ bàn khó đo lường, ngưỡng mong dứt trừ lòng nghi con. Quá nó cho tha trăm ngàn kiếp, thường làm bố thí nhiếp thế gian, lìa xa chấp trước không chỗ nương. Trì độ cấm giới không ai sánh, nhỏ nhục hoàn toàn vượt thế gian, trong tất cả lực mười lực nhất, công đức đầy đủ không ai hơn, ngưỡng mong dứt hẳn lòng con nghi. Quá trăm ngàn kiếp tu các hạnh, bởi thế chúng sinh thọ nhiều khổ, dụng tấn hoàn toàn không nhàm chán, thường sinh vô lượng lòng hoan hỷ, đầu mắt óc tủy đem cho người, sao bỏ con cái về thê thiếp, chán liền quốc thành và vật dụng, ngưỡng mong cởi mở lưới nghi con. Thuở xưa Thế Tôn lúc bố thí, voi ngựa xe cộ nhiều vô số, quá nơi do tha thượng y phục, với lòng hoan hỷ cho thế gian. Thế Tôn thường dùng lòng tí trước, ban cho đồ vật và trân bảo,
uống ăn thuốc men và rượu nhà. Vì thế nên nay con thưa hỏi, sư Phật các thân và mũi tai, trong lòng tôi vui không chút hận. Có ai hỏi pháp liền tuyên dạy, còn hay nói khéo sức nhẫn nhục. Do vì thâm đạt pháp không sâu, tâm ý vi diệu khó cân lượng, người hay ban vui đủ công đức. Vì thế nay con hỏi thanh tịnh, phiền não dứt tuyệt khổ đều trừ. Thế nhiều chúng sinh chìm biển khổ, hạng si ngu bị tối tâm che, sinh lòng phiền não chấp ngã nhân. Phật thương chúng sinh khởi lòng từ, qua trăm ngàn kiếp xuyên tu hành, khai phát chánh giác Bồ Đề Đạo, ngưỡng mong dứt trừ lòng nghi con, khéo hay xuất nhập môn thần thông, ẩn hiện tự tại đi đứng khéo, chứng được vô ngã phá ngã tướng, hủy hoại các pháp cũng chẳng không. Phật ở trong đời không nhiễm trước, chân thật chánh hạnh chánh tư duy, vi diệu tịch diệt rời phiền não, ngưỡng mong vì con quyết nghi này. Thế Tôn tuổi xưa lúc tu hành, thế giới nhẫn tấn không tạm bỏ, thiền định trí tuệ cũng thường tu, lợi ích quần sinh không ai sánh, các khối công đức khó nghĩ lường, sâu lớn như biển không cùng tận, khéo hay qua lại cũng khéo dừng, ngưỡng mong vì con làm chỗ nương. Tuổi xưa Đức Phật tu đại từ, chim câu sợ cầu cứu không bỏ, lóc thịt đem cân không tiếc thân, trao cho chim ưng thế chim nhỏ, toàn thân lên cân mong bằng chim, mà chim câu kia vẫn nặng hơn. Đấng sáng suốt lớn làm hạnh từ, ngưỡng mong vì con giải nghi hoặc. Tu di dao động tinh tú rơi, cung điện chư thiên đều sụp hư, nứt bốn biển cả một bụi khô, cung A-tu-la ở trên trời, giả sử mặt trời rớt xuống đất. Trăng sáng trên không bỗng tối đen, chư Phật chánh giác lưỡng túc tôn, tuyên dạy chân thành không sai khác. Nói kệ khen Phật xong, Tôn giả Ma Ca Diếp lại bạch: Bạch Thế Tôn, tại sao thế gian có ánh sáng vi diệu này, lại do cớ gì bỗng hiện nhiều loại, nhiều thoại tướng chưa từng có? Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, nay ông chớ nên gạn hỏi sự ấy. Vì sao vì cảnh giới như vậy chẳng phải hàng thanh văn chuyên giác biết được? Nếu nay ta vì ông mà nói nghĩa của ánh sáng ấy, thì tất cả thế gian trời người sẽ kinh nghi, mê mẩn. Vì vậy ông chớ nên hỏi. Tôn giả Ma Ca Diếp lại bạch thỉnh: Chỉ xin Thế Tôn đại từ thương xót hàng trời người, vì lợi ích cho tất cả, vì an lạc cho tất cả mà nói nhân duyên sâu xa của thánh sáng ấy, cho con được hiểu. Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, ông phải lắng nghe khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch: Lành thay bạch Thế Tôn, con xin thích muốn được nghe, mong Đức Thế Tôn thương xót diễn bày. Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, nay văn thù sẽ loại của ta nhập phổ minh vô cấu trang nghiêm tam muội, do sức tam muội ấy phóng sáng, phóng ánh sáng như vậy, chứ khắp mười phương quá hằng hà xa cõi Phật, để văn tập vô lượng vô biên không thể đếm không thể lường, vô số chư Phật Bồ Tát đến thế giới Tha Bà này, chúng Bồ Tát ấy đã đảnh lễ chân ta, đi vòng quanh ba vòng, rồi ở hư không cao một cây đa la, và đều ngồi kiết già trên tòa sen lớn, được họ thị hiện. Tôn giả lại bạch: Bạch Thế Tôn, nay có những đại Bồ Tát nào dùng sức công đức oai thần làm mưa các thứ hương, các thứ hoa vi diệu và phát xuất trăm ngàn âm nhạc như vậy? Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, đó là sức oai thần của chúng đại Bồ Tát ở mười phương vân tập đến, làm mưa vô lượng hoa hương vi diệu và khắp hư không phát xuất trăm ngàn âm nhạc. Tôn giả lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu con chẳng thấy có một ai, sao Thế Tôn dạy rằng có chúng đại Bồ Tát mười phương vân tập ngồi kiết già trên tòa hoa sen lớn ở trên hư không? Đức Phật phán dạy: Này Ma Ca Diếp, tất cả hàng thanh văn biết chư Phật hoàn toàn chẳng thấy được chúng đại Bồ Tát ấy. Tại sao? Này Ma Ca Diếp, vì hàng thanh văn chuyên giác đối với đại từ bi chẳng phải là chỗ an trụ của họ. Nếu có thể an trụ trong đại từ bi thì có thể làm những sự lợi tha, cũng hay làm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và các ba la mật đa. Nếu người đã thọ chánh vị thì hoàn toàn chẳng thể làm được chỗ mà các đại Bồ Tát làm. Này Ma Ca Diếp, các đại Bồ Tát ấy đều nhập ẩn thân tam muội, nên tất cả thanh văn và bích chi Phật chẳng thấy được vậy. Chỉ trừ chư Phật và các đại Bồ Tát an trụ trong trạng thái đó mới thấy được. Hàng Bồ Tát mới trụ đại thừa còn chẳng thấy được, huống là thanh văn và chuyên giác mà có thể thấy sao? Tôn giả bạch: Bạch Thế Tôn,
Đại Bồ Tát có đủ bao nhiêu pháp tu thiện căn, được công đức gì mà đắc nhập ẩn thân tam muội? Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp thì có thể được ẩn thân tam muội. Những gì là 10? 1. Chí thánh nhu hòa, thâm trụ chánh tính. 2. Luôn trụ trong thấu triệt tất cả chúng sinh. 3. Rốt ráo thành mãn tâm đại từ bi. 4. Giác liệu tất cả chẳng chấp trước các tướng. 5. Dù suy nghĩ mong cầu tất cả Phật pháp mà chẳng vọng tưởng nắm lấy. 6. Chẳng tự tưởng đến trí của tất cả thanh văn, bích chi vật. 7. Tất cả sở hữu thế gian đều có thể xả thí hết, cho đến thân mạng còn không lẫn tiếc, hoặc là các vật khác mà chẳng thí xả. 8. Dù hành vô lượng sinh tử phiền não mà chẳng nhiễm trước các hành hữu vi. 9. Thường tư duy vô lượng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mà chẳng phân biệt các ba la mật đa. 10. Thường sinh tâm như vậy: Tôi sẽ an lập tất cả chúng sinh trong bồ đề rồi, tôi mới ngồi dưới cội bồ đề, nhưng chẳng nắm lấy tướng bồ đề và tướng chúng sinh. Này Ma Ca Diếp, đó là 10 pháp mà Đại Bồ Tát thành tựu thì sẽ được ẩn thân tam muội. Tôn giả Ma Ca Diếp lại bạch: Hy hữu Thế Tôn tuyên nói sự ấy rất hay. Và Thế Tôn, tất cả thanh văn và bích chi Phật còn chưa từng phát tâm như vậy. Tôi sẽ an trụ chúng sinh trong A-la-hán địa, huống là Phật địa. Đức Phật dạy: Đúng như lời ông nói, này Ma Ca Diếp, vì lẽ ấy nên tất cả thanh văn, duyên giác đều không nhập được ẩn thân tam muội của Bồ Tát. Với tam muội này, họ còn chẳng biết huống là đắc nhập. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch: Bạch Thế Tôn, là chúng con rất mong được thấy các đại Bồ Tát ấy. Vì sao? Vì chư đại sĩ ấy rất khó được gặp. Đức Phật dạy: Này Ma Ca Diếp, ông nên ở đó, cần phải chờ Văn Thù Sư Lợi đến đây. Các đại Bồ Tát ấy sẽ xuất định, rồi các ông mới được thấy. Tuy nhiên ông cũng đã được vô lượng môn tam muội. Nay ông nên nhiếp tâm tìm cầu các đại Bồ Tát ấy ở chỗ nào, trụ ai nghi gì, làm sự nghiệp gì. Đức Phật dạy: Tôn giả Ma Ca Diếp, thường oai thần của Phật và sức thần thông của mình, nhập 2 vạn môn tam muội để xét tìm các đại Bồ Tát ấy, nay ở chỗ nào, trụ oai nghi gì, có phải mang đi hành đi chăng, đang ăn lập chăng, đang nằm giữa chăng, đang an tọa chăng. Thế nhưng tôn giả cũng đều chẳng thấy, cho đến cũng chẳng biết nói gì, làm gì, từ đâu đến và đi đến đâu. Tôn giả xuất định đến thưa: Bạch Thế Tôn, rất lạ, con đã trải qua 2 vạn môn chánh định, tìm các Bồ Tát ấy, mà hoàn toàn chẳng thấy. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy còn chưa chứng biết chỗ tác bà nhã, mà đã được tam muội vi diệu như vậy, huống là sẽ chứng vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ nào được thấy nghe thần biến này, mà chẳng mau phát tâm vô thượng bồ đề, thì chẳng bao giờ có. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát có thể được ẩn thân tam muội như vậy vì muốn độ các chúng sinh mà mặc áo giáp tinh tấn, nhưng hoàn toàn chẳng lìa chánh định vi diệu ấy. Đức Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời ông nói. Trong đây còn chẳng phải cảnh giới của thanh văn duyên giác, huống là chúng sinh khác. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Đức Thế Tôn khen tôi là trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn. Nay con nên tìm xem các Bồ Tát ấy ở đâu, trụ ai nghi gì, và làm gì, nếu thấy được há chẳng hay lắm ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ như vậy rồi, tôi ai thần của Phật và sức thần thông của mình liền nhập 3 vạn môn tám muội, suy tìm khắp nơi mà hoàn toàn chẳng thấy. Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Nay tôi cũng tìm xem các đại Bồ Tát ấy ở đâu và đang làm gì, nếu thấy được thì hay lắm. Nghĩ như vậy rồi, tôn giả liền nhập 4 vạn môn tám muội, tìm khắp mọi nơi mà hoàn toàn chẳng thấy. Tôn giả xuất định đến Phật đảnh lễ bạch: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai thọ ký con là được vô tránh tam muội đệ nhất trong hàng thanh văn. Bạch Thế Tôn, nếu lúc còn con nhập định ấy, giả sử có đại thần lực hay đem đâm ức 4 thiên hạ hợp làm một cái trống lớn, lấy toàn núi Tu Di là một cái dùi lớn, rồi sao một người to lớn đứng trước tôi cầm dùi lớn ấy khua đánh trống lớn ấy, không tạm dừng mãi đến cả kiếp. Tiếng trống lớn như vậy còn chẳng lọt vào tai con, huống là có thể làm loạn tâm khiến con xuất định. Nay con chẳng những được chánh định vô tránh rộng lớn như vậy, mà
mà còn trải qua 40.000 môn tam muội, tìm cầu cùng khắp mà hoàn toàn chẳng thấy các đại Bồ Tát ấy, cho đến chẳng thấy một người tạm thời vãng lai. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nguyện cầu trí chẳng thể nghĩ bàn như vậy, nên vì mà mỗi chúng sinh mà các ngài sinh trong địa ngục cả hằng hà sa kiếp chịu đủ mọi thứ thống khổ, vì cầu Bồ Tát đạo nên chịu nhiều thống khổ mà các ngài chẳng bỏ rời trí sâu xa chẳng thể nghĩ bằng ấy. Bạch Thế Tôn, ngày nay nếu con tâm hữu lậu chưa hết, chưa được giải thoát trong Phật Pháp có chỗ chưa biết, khiến con ở đương lai, thường tại sinh tử chẳng bỏ rời đại thừa vi diệu chẳng thể nghĩ bằng ấy. Đức Phật khen Tôn giả Tu Bồ Đề, lành thay, thật như lời ông nói. Ông do nơi tính tâm mà nói như vậy, khiến thân này của ông chẳng thụ niết bàn. Do công đức này mà đời đương lai, quá hằng xa kiếp, ông sẽ làm chuyện luân thánh vương, dùng chánh pháp trị đời, rồi sau sẽ được thành vô thượng Bồ Đề. Lại nữa này Tu Bồ Đề, nay trong tam thiên đại thiên thế giới này, các số loại chúng sinh chừng có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất là nhiều. Này Tu Bồ Đề, giả sử tất cả chúng sinh ấy thành tựu trí tuệ như Xá Lợi Phất, giải không đệ nhất nhu Tu Bồ Đề, khổ hành siêu luân như Đại Ca Diếp, tất cả cùng chung tri kiến tìm cầu các đại Bồ Tát ấy, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, đến vô lượng hằng xa kiếp cũng chẳng thấy được. Vì sao? Vì chỗ làm của các đại Bồ Tát ấy chẳng phải cảnh giới sở hành của tất cả thanh văn và bích chi Phật. Vì thế nên hàng nhị thừa hoàn toàn chẳng thấy được. Lúc nói pháp này, trong hội có 84.000 trời người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, có đại thiên chấn động 6 cấp. Bây giờ Bồ Tát Phân Thù Xá Lợi ở tại Tư Thất nghĩ rằng, nay 10.000.000 số các đại Bồ Tát mười phương đều đã tập hợp, con sẽ lại triệu đại chúng chư thiên đều phân tập. Nghĩ như vậy xong, Bồ Tát Phân Thù Xá Lợi liền dùng thần lực như ý, hóa làm 84.000 ức na do tha, diệu bảo liên hoa, lớn như bánh xe, vàng rồng làm cọng, bạc trắng làm cánh hoa, màn lưới bằng thắng tạng tỳ lưu ly bảo. Trong hoa ấy đều có hóa Phật và các Bồ Tát nguyện kiết già trên đài hoa sen, thân màu tử kim, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp kèm theo, oai đức nguy nguy, ánh sáng chiếu khắp. Các hoa sen bầu ấy bay lên trời tứ vương, trời đấu lợi, trời dạ ma, trời đấu xuất, trời hóa lạc, trời thao hóa, và các phạm thiên, đến trời hữu đảnh, khắp tam thiên đại thiên thế giới, không chỗ nào không có hoa sen bầu ấy bay đến. Các hóa Phật và chúng hóa Bồ Tát ấy phát thanh lớn, tuyên cáo khắp tam thiên đại thiên thế giới, với bài kệ rằng, Thế Tôn mặt trời tuệ, hí hữu xuất thế gian, ví hoa ưu đàm kia, khó gặp còn hơn hoa, thất sư tử nhân hùng, nay xuất hiện thế gian, ban tuyên pháp thâm diệu, dứt hẳn nguồn gốc khổ. Chư thiên dù khoái lạc, ai bảo đảm lâu dài, theo nghiệp vào ba đường, trở lại tội nhiều khổ, quen làm các dục lạc, riêng tăng tưởng tham ái. Ba cõi vốn không vui, mà kẻ ngu tham trước, đã gặp sự khó gặp, đó là Phật xuất thế. Người ngu si phóng dật, đâu biết khổ chẳng dứt. Các người nên mau cầu, thấy Phật nghe chánh pháp. Nếu Phật niết bàn rồi, dù ăn năn đâu kịp. Lưới ma rất đáng sợ, các người mãi phóng dật, đã bị nó phủ trùm, đâu có kỳ giải thoát. Riêng có cầu Phật pháp, các người giúp chúng sinh, các người phải mau cầu 32 diệu tướng, Phật hay cứu thế gian, chỗ khác không nương được. Thế hùng rất hy hữu, đại từ khó nghĩ lường, vô lượng ức số kiếp, chỗ làm chẳng lường được. Hợp công đức trí tuệ, thành tựu thích sư tử, sĩ dương pháp vi diệu, sâu xa khó hiểu biết. Chỗ nào có chúng sinh và ngã nhân thọ mạng, phá thường ký như vậy, dứt hẳn không còn thừa, phóng xạ tất cả tướng. Vì chúng sinh thuyết pháp, tuyên rõ chân thật tế, thế gian tuyệt tâm hành, chỉ không vô tướng kia. Vô nguyện cũng vô tác, hư không vốn vô hình, chẳng khởi cũng chẳng diệt, không đến cũng không đi. Lời nói của người trí, vô tận và vô sinh, bản tịnh vô sở hữu, không tướng mạo thấy được, không tư tưởng nói được, chúng sinh vốn vô sinh, sao được nói là chết, tịch diệt không chúng sinh, chúng sinh ở chỗ nào. Lời nói để thuyết pháp, pháp chẳng tại lời nói, cũng chẳng ở văn tự,
Thế Tôn nói như vậy, các chỗ khắp tìm cầu, chẳng thấy gió, nước, lửa, đất cũng không phân biệt. Tuệ nhãn tuyên rõ đó, sắc thọ và trí tưởng, hành thức đồng hư không, giả nói là nó muộn, kỳ thật không tích tụ, mắt tai mũi lưỡi thân, tâm ý cả sáu căn, dù nói bản tánh không, không cũng chẳng nắm bắt, sắc thanh hương nếm chạm, và với các thứ pháp, sinh ra do phân biệt, thể phân biệt vốn tịch. Dục giới và sắc giới, cùng trời vô sắc kia, đều nói như huyện hóa, hư ngụy chẳng chân thật. Các Thế Tôn như vậy, vì chúng sinh thuyết pháp, muốn cầu thoát các khổ, mau quy đại đạo sư. Lúc các vị hóa Phật tuyên kéo như vậy, khắp tam thiên, đại thiên thế giới, đều được nghe trọn vẹn, có 96 ức chư thiên cõi dục, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, 2 vạn thiên tử chán lìa dục nhiễm, 32.000 thiên tử đều phát tâm do Thượng Bồ Đề, 1 vạn thiên tử tu Bồ Tát Thừa, được vô sanh pháp nhẫn. Bấy giờ, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ ức Na Do Tha 100.000 chư thiên và đại chúng được hóa Phật tuyên triệu trong giây lát, đều văn tập trước Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, lễ chân Phật, đi vòng quanh Phật 3 vòng, rồi lui ở một phía, đến các thứ hoa hương cõi trời, những là hoa U Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La, và các vòng hoa, cùng hương bột, hương thoa, phụng lại lên Đức Thế Tôn, và chúng hội đã cúng dường. Còn dùng các thứ âm nhạc vi diệu cõi trời, ca vịnh khen ngợi đầy khắp hư không. Lúc này đại chúng vân tập quá đông, khó tính, kể được, đầy cho cả bốn thiên hạ không có một chỗ trống nào. Dù chỉ bằng đầu gậy, hàng trời người, đủ đại oai đức, hoa trời được rải khắp bốn thiên hạ, phủ đến đầu gối. Kinh Đại Bảo Tích Quyển 103, Hán Dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Người Sứ Thiên Trúc. Pháp Hội 36, Thiên Tử Thiện Trụ Ý, phần 2. Phẩm 2, Khai Thực Nghĩa. Trong chúng đại tập bấy giờ có các vị trời thượng thủ, đó là Thiên Tử Thiện Trụ Ý, Thiên Tử Thiện Tịch, Thiên Tử Tàm Quý, cùng 96 ức thiên tử như vậy, đều đến hội họp, tất cả đều hành đạo Bồ Tát, cùng đến chỗ Bồ Tát Quan Thù Xá Lợi. Đến ngoài cửa thất, đi vòng quanh bên phải 7 vòng, rồi đại hoa trời Mạng Đà La, che khắp hư không. Mưa do tuần tạo thành đài hoa hình như bảo tháp. Bồ Tát Quan Thù Xá Lợi cầm đài hoa ấy cúng dường Đức Thế Tôn. Cúng dường xong, dùng thần lực khiến lưới hoa giăng khắp hư không của tất cả các cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng của hoa ấy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều rất chói sáng. Lại còn mưa thêm hoa trời Mạng Đà La nữa. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nhàn nhã an tường ra khỏi tư thất, là dùng thần lực khiến chỗ đất ấy ở tự nhiên có tòa ngồi bằng 7 báu vi diệu, tòa ấy cao vội đầy đủ trang nghiêm. Bồ Tát ung dung chỉnh y phục lên ngồi trên bảo tòa ấy. Thiên tử Thiện Trụ Ý thấy Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lên ngồi trên tòa báu xong, liền đến đảnh lễ chân Bồ Tát, rồi lui ở một phía. Tất cả các thiên tử cũng đều đảnh lễ chân Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi suy nghĩ rằng, hôm nay ai là người có thể ở trước Đức Thế Tôn, cùng tôi hỏi đáp về pháp sâu xa? Ai là pháp khí có thể nhận câu chẳng thể nghĩ bằng ấy? Câu rất khó chứng, câu không xứ sở, câu không chấp trước, câu không hí luận, câu chẳng thể nắm bắt, câu chẳng thể nêu bày, câu sâu xa, câu chân thật, câu vô ngại, câu không thể hoại, câu không, câu vô tướng, câu vô nguyện, câu như như, câu thực tế, câu pháp giới, câu không có hình mạo, câu không chữ, câu không giữ, câu không bỏ, câu Phật, câu pháp, câu tăng, câu trí tuệ đầy đủ, câu ba cõi bình đẳng, câu tất cả pháp vô sở đắc, câu tất cả pháp không sinh, câu sư tử, câu dũng mãnh, câu vô cố. Nói những câu như vậy ai có thể nghe ư? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi là nghĩ rằng, nay chỉ có thiên tử Thiện Trụ Ý, từ quá khứ đã cúng dường nhiều Phật, nhập pháp nhẫn sâu diệu, có độ biện tài sẽ có thể cùng tôi ở trước Phật cùng đàm luận thực nghĩa. Suy nghĩ rồi, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bảo thiên tử Thiện Trụ Ý. Này thiên tử, nay thiên tử đã được pháp nhẫn thâm diệu và có đủ vô ngại biện tài,
nay sẽ cùng tôi đến chỗ Đức Thế Tôn để cùng đối luận nghĩa thâm diệu ấy có được chăng? Thiên tử Thiện Trụ Ý đáp, bạch đại sĩ, tôi nói như vậy. Người ấy nếu đối với tôi không có ngữ ngôn, không bị diễn thuyết, chẳng có hỏi han, cũng không trả lời, không Phật Pháp Tăng, dứt tuyệt ba thừa, không sinh tử, không niết bàn, không hợp không tan, chẳng phải chẳng phát, chẳng xuất thanh âm được trừ các văn tự. Người nói như vậy thì tôi sẽ cùng đàm luận. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, tôi nói như vậy. Người ấy có thể ở nơi tôi không lắng, không nghe, không đọc, không tụng, không thọ, không trì, chẳng tư duy, chẳng niệm tưởng, chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng giác, chẳng tri. Chẳng nghe tôi nói, chẳng vì người mà giảng. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Đề không vốn không văn tự, không tâm lìa tâm, không có giác ngộ. Dù giả danh để nói mà danh ấy cũng không. Thiên tử Thiện Trụ Ý lại nói, bạch đại sĩ, nên vì các thiên tử mà nói, các thiên tử này đối với chỗ nói của đại sĩ rất muốn thích nghe. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, tôi hoàn toàn chẳng vì người thích nghe mà nói, cũng chẳng vì người nghe nhận mà nói. Vì sao? Vì hễ có nghe nhận thì có chấp trước. Chấp trước những gì? Đó là chấp có ngã, chấp có thân, chấp có chúng sinh, chấp có thọ mạng, chấp có sĩ phu. Vì chấp trước mà có nghe nhận. Nghe nhận như vậy nên biết người ấy trụ trong ba thứ trói buộc. Thế nào là ba? Một, kiến chấp ngã trói buộc. Hai, kiến chấp chúng sinh trói buộc. Ba, kiến chấp pháp trói buộc. Này thiên tử, nếu người không có ba loại kiến chấp ấy trói buộc mà nghe pháp thì nên biết người ấy an trụ trong ba thứ tịnh. Thế nào là ba? Một, chẳng thấy thân mình, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, chẳng chứng biết. Hai, chẳng thấy người thuyết pháp, chẳng phân biệt, chẳng tu niệm, chẳng chứng biết. Ba, chẳng thấy pháp được nói, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, chẳng chứng biết. Này thiên tử, nếu ai có thể nghe pháp như vậy thì đó là cái nghe bình đẳng. Bây giờ thiên tử Thiện Trụ Ý khen Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lành thay, lời ấy rất hay, bạch đại sĩ. Nếu ai có thể nói như vậy thì nên biết là tuyết không thoái chuyển. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, thôi đi thiên tử, nay thiên tử chẳng nên vọng tưởng phân biệt về Bồ Tát thoái chuyển. Vì sao? Vì giả sử Bồ Tát mà có thoái chuyển thì họ hoàn toàn chẳng thành được vô thượng chánh giác. Vì sao? Vì trong Bồ Đề ấy không có pháp thoái chuyển. Thiên tử Thiện Trụ Ý nói, bạch đại sĩ, nếu như vậy thì sẽ ở đâu có thoái chuyển ấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, phải biết từ thâm dục mà có thoái chuyển, từ sân hận mà có thoái chuyển, từ ngu si mà có thoái chuyển, từ hữu ái mà có thoái chuyển, từ vô minh mà có thoái chuyển, cho đến từ 12 hữu phần sinh tử mà có thoái chuyển, từ nhân duyên mà có thoái chuyển, từ kiến chấp mà có thoái chuyển, từ danh, từ sắc mà có thoái chuyển, từ dục giới, từ sắc giới, từ vô sắc giới mà có thoái chuyển, từ thanh văn mà có thoái chuyển, từ bất chi Phật mà có thoái chuyển, từ phân biệt mà có thoái chuyển, từ chấp trước mà có thoái chuyển, từ tướng mà có thoái chuyển, từ thủ tướng mà có thoái chuyển, từ đoạn kiến mà có thoái chuyển, từ thường kiến mà có thoái chuyển, từ thủ mà có thoái chuyển, từ xả mà có thoái chuyển, từ ngã tưởng mà có thoái chuyển, từ chúng sinh tưởng mà có thoái chuyển, từ thọ mạng tưởng mà có thoái chuyển, từ sĩ phu tưởng mà có thoái chuyển, từ Bồ Đắc Già La mà có thoái chuyển, từ tư tưởng mà có thoái chuyển, từ cuộc buộc mà có thoái chuyển, từ điên đảo mà có thoái chuyển, từ ngã kiến mà có thoái chuyển, từ ngã kiến làm căn bản cho 62 kiến mà có thoái chuyển, từ năm triền cái mà có thoái chuyển, từ ngũ ấm mà có thoái chuyển, từ các căn mà có thoái chuyển, từ các giới mà có thoái chuyển, từ Phật tưởng mà có thoái chuyển, từ Pháp tưởng mà có thoái chuyển, từ tăng tưởng mà có thoái chuyển, cho đến tôi sẽ thành Phật, tôi sẽ thuyết pháp, tôi độ chúng sinh, tôi sẽ phá ma, tôi được trí tuệ, từ các tưởng ấy mà có thoái chuyển. Này thiên tử, nếu có thể chẳng phân biệt Như Lai 10 lực, chẳng phân biệt 4 vô sở ý,
chẳng phân biệt 18 pháp bất cộng, chẳng phân biệt tất cả căn lực giác đạo, chẳng phân biệt các tướng tốt, chẳng phân biệt trang nghiêm cõi Phật, chẳng phân biệt thanh văn, chẳng phân biệt Bồ Tát, cho đến chẳng phân biệt tất cả phân biệt thoái chuyển thì gọi là không thoái chuyển. Thiên tử trụ thiện trụ ý nói, bạch đại sĩ, nếu như vậy thì sẽ ở đâu để được không thoái chuyển? Bồ Tát Văn Thù xin lời nói, này thiên tử, phải biết từ thông đạt Phật tuệ mà được không thoái chuyển, từ không vô tướng, vô nguyện mà được không thoái chuyển, từ như như, từ pháp tánh, từ thoái tế, từ bình đẳng mà được không thoái chuyển. Thiên tử thiện trụ ý nói, bạch đại sĩ, nếu nói như vậy thì phân biệt cùng không phân biệt hai thứ không sai khác. Vì sao? Vì đều là từ tư duy phân biệt mà sinh, vì thế nên được nói là có thoái chuyển. Bạch đại sĩ, thoái chuyển như vậy là có pháp hay không pháp? Bồ Tát Văn Tù sẽ lời nói, chẳng phải có, chẳng phải không có thoái chuyển ấy. Thiên tử thiện trụ ý nói, bạch đại sĩ, nếu như vậy thì chỗ nào có thoái chuyển? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói, này thiên tử, nếu có hoặc nếu không chấp lấy làm hư vọng, là điên đảo, là lấy điên đảo, là lấy bất như, kia là chẳng thấy, cũng chẳng phải chẳng lấy, kia là chẳng lấy, cũng chẳng phải chẳng lấy, do nghĩa ấy mà được nói là thoái chuyển, nhưng pháp thoái chuyển ấy chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Vì sao? Vì nếu trong có không mà có thoái chuyển, thì rơi vào thường kiến. Nếu không pháp thoái chuyển, thì rơi vào đoạn kiến. Nhưng Đức Thế Tôn nói, chẳng ở trong thường, chẳng ở trong đoạn, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Đó là lời nói của Như Lai. Này thiên tử, nếu họ ở nơi khác tưởng chẳng cho thật trước ấy, mà họ chứng biết thì gọi là chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Này thiên tử, đây là pháp môn thoái chuyển của Bồ Tát vậy. Lúc nói pháp này, có 10.000 thiên tử được vô sinh pháp nhẫn. Phẩm ba Văn Thù thần biến. Bây giờ thiên tử thiện trụ ý bạch Bồ Tát Văn Thù xin lỗi, bạch đại sĩ, nơi nên cùng đến chỗ Đức Như Lai, thân cận đảnh lễ thỉnh hỏi những điều chưa được nghe, cũng nhân thời gian ấy như pháp mà chất vấn. Bồ Tát Văn Thù xin lỗi nói, này thiên tử chớ phân biệt thủ trước Như Lai. Thiện trụ ý nói, bạch đại sĩ, Như Lai ở tại đâu mà bảo chớ thủ trước? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói, chính tại hiện tiền, bạch đại sĩ, nếu như vậy sao tôi chẳng thấy? Này thiên tử, nếu nay thiên tử có thể tất cả chẳng thấy thì gọi là chân thật thấy Như Lai. Bạch đại sĩ, nếu là hiện tiền, sao bảo tôi chớ thủ trước Như Lai? Này thiên tử cho rằng, nay đây hiện tiền có gì? Bạch đại sĩ, có hư không giới. Này thiên tử, đúng vậy. Đó là Như Lai chính là hư không giới. Tại sao? Vì các pháp bình đẳng như hư không. Thế nên hư không tức là Như Lai, Như Lai tức là hư không. Hư không và Như Lai không hai không khác. Này thiên tử, do nghĩa ấy nên ai muốn cầu thấy Như Lai phải quan sát như vậy. Chân tế như thật, biết rõ trong ấy không có một vật có thể phân biệt được. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Xuất Lợi là dùng thần lực hóa làm 32 tòa báu, nhiều tầng, mái hiên đầy đủ, bốn mặt vuông vức, bốn góc có trụ, có bao lơn bao quanh, lưới báu dân sen rất đẹp, vi diệu cao vọi, nguy nga, hoàn toàn trang nghiêm, rất đáng ưa thích. Trong nhà đều có giường báu thù thắng trải với thiên y, trên giường đều có hóa Bồ Tát ngồi, đủ 32 tướng đại nhân. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi hiện hiện tất cả sự trang nghiêm như vậy rồi, cùng hóa Phật trên các hoa sen. Các vị hóa Bồ Tát và các chúng Bồ Tát trong lâu đài sang trọng này đâu đến chỗ Phật, đi vòng quanh bên phải 7 vòng, cũng đi vòng bên phải chúng thi kheo, rồi bay vút lên hư không tỏa ánh sáng, chiếu khắp chúng hội đạo tràng, an trụ bốn phía. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đi sau thiên tử thiện trụ ý, mà bỗng đến chỗ Phật trước, còn thiên tử thiện trụ ý là đến sau. Thiên tử thiện trụ ý hỏi, bạch đại sĩ, tôi đi trước mà đến sau, đại sĩ từ con đường nào đến đây? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, này thiên tử, giả sử có người cúng dường hàng hà sa Như Lai, cúi đầu đảnh lễ cũng vẫn không thấy được việc tôi qua lại, đi đứng. Bây giờ các hóa Bồ Tát đi trên hoa đài và các chúng Bồ Tát trong nhà báu đồng thanh nói kể các ngợi Đức Như Lai. Đã từng cúng dường quá hàng xa, chẳng thể nghĩ bàn các Thế Tôn.
dũng mãnh tu hành cầu bồ đề, thế nên siêu xuất hàng trời người, ánh sáng sắc đẹp hơn ba cõi, mâu ni tướng tốt thật diệu kỳ, vì chúng tiên nói pháp sâu xa, không có tọa mạng, không nhân ngã. Thế Tôn thành thí trì tịnh giới, nhẫn nhục tinh tấn đủ thiền định, trí tuệ thanh tịnh sáng ba cõi, con lạy đấng thắng ba la mật đa. Có ai phát tâm cầu bồ đề, thì nhận cúng dường của trời người, nếu nơi thâm không chẳng nghi hoặc, sẽ nói pháp vương xuất thế gian, quá khứ chư Phật chẳng đặng chánh giác. Hiện tại tất cả lưỡng túc tôn thường nói các pháp không như vậy, bản lai không tướng cũng không tác, chúng sinh thời tánh chẳng nắm bắt. Nào có kẻ sinh và tử diệt, vốn đã không lai cũng không khứ, tất cả các pháp như hư không, như các hóa nhân xem sự việc. Dù lại thị hiện mà không thật, Thế Tôn thuyết pháp cũng như vậy, đều là hư giả đồng ảo mộng, hằng xa thế giới đầy châu báu, mang đêm bố thí tất cả người. Nếu hay tu nhẫn khéo nói không, thí pháp như đây hơn tài tí, là trong số kiếp như hằng xa, cúng dường cho Phật trên trời người, dân cúng hương hoa và vật dụng, vì cầu bồ đề lìa thế gian. Được nghe chánh pháp rất sâu này, không có ngã chúng sinh thọ mạng, nên biết người này được tịnh nhẫn, đây là cúng dường mười phương Phật. Trong vô số kiếp hành bố thí, y thực ngựa voi và châu báu, nên biết chẳng phải nhân giải thoát, bởi có tưởng ngã nhân chúng sinh, quy mạng đấng vô thượng niết bàn, cứu thế chúng sinh số vô lượng, các pháp đều không vốn thanh tịnh, giải thoát như vậy trí trang nghiêm. Chư Phật xuất thế rất khó gặp, được nghe chánh pháp sinh tinh có, thân người có được nay đã được, lành thay Phật pháp người thuận tu, đã được bỏ trừ tám chướng nạn, tuyệt hẳn chật hẹp ở không nhàn, nơi các chánh pháp được tấn hành, phải nên dũng mãnh phát tinh tấn. Nếu nghe pháp rồi phải chánh tư, chẳng nên nghe tiếng liền nắm lấy. Các người thường tu A Lan Nhã, chắc sẽ mau chóng thành nhân hùng, gần thiện tri thức và pháp sư, phải mau xa rời các bạn ác. Đối với chúng sinh tưởng bình đẳng, cẩn thận trước khởi tâm ngã nhân, thường thích đa văn trì cấm giới, lìa bỏ cửa nhà ngồi trong rừng, thuốc hư trị bệnh chớ dối tốt, cũng luôn khất thực nhận phán tảo. Tất cả hữu vi tức vô vi, đồng đều một tướng như sóng nắng, thấy rõ thực tế thế chân như, mau thành vô thượng bồ đề đạo, nên quán năm ấm dường mộng ảo, các nhập trong ngoài như nhà hoang. Thế Tôn thường nói các nói pháp như đây, pháp cũng mộng ảo chớ chấp trước. Tham dục sân giận tánh tự không, ngu si ngã mạn phân biệt khởi, pháp ấy đã diệt nay cũng không. Biết được như vậy thì thành Phật. Lúc các hóa Bồ Tát nói kệ này, trong chúng hội có 22.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, 500 tỳ kheo lậu tận ý giải tâm được giải thoát, 500 tỳ kheo ni xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, 7.000 ưu bà tắc ưu bà di, 25.000 thiên tử cũng đều được lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, 300 bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, cả đại địa tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách như rung động khắp, rung động đều khắp, vang động khắp, vang động đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp, cho đến gồng trống, khởi lên, thức tỉnh các thứ cũng đều như vậy. Phẩm 4 Phá Ma. Bây giờ Tôn giả sẽ lại phát bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nay điềm tướng này, do ai làm mà có thể làm cho đại địa trong tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách? Là có các vị Bồ Tát trên tòa hoa sen trong lâu đài cung điện phóng ánh sáng lớn, soi sáng chúng hội, giờ nói các pháp sâu xa vi diệu, khiến vô lượng trăm ngàn chư thiên tử đều đến hội họp, và trăm ngàn các Bồ Tát cũng vân tập đến. Khi ấy Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, đây là năng lực oai thần của Văn Thù Xá Lợi, hiện ra những sự vi diệu trang nghiêm như vậy, cũng khiến các Bồ Tát và chư thiên vân tập. Vì sao? Vì này Xá Lợi Phất, Văn Thù Xá Lợi cùng thiên tử thiện trụ ý sẽ dẫn đại chúng muốn đến chỗ Phật tịnh hỏi về pháp môn, phá tan chư ma tám muội để thành tựu đầy đủ các Phật pháp sâu xa, chẳng thể nghĩ bàn. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu như vậy vì lý do gì? Tôi xem khắp đại chúng mà trọn chẳng thấy Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, ông hãy chờ xem. Nay Văn Thù Xá Lợi đã làm cho tất cả ma vương, tất cả ma chúng, tất cả ma cung,
hiển bày sự suy heo lớn, đó là thần biển cực vi diệu trang nghiêm, sắp đến chỗ ta, ông sẽ tự thấy. Lúc này Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nhập tam muội phá tán chư ma, do sức tam muội, ngay lúc ấy hàng trăm ức cung điện của ma trong tam thiên đại thiên thế giới liền của một tối tâm như sắp tan rã lụi tàn. Sự biến đổi đó đã hiện ra không còn uy quan nữa, làm cho tất cả ma không ưa thích chỗ mình ở. Họ đều thấy thân hình mình già suy ốm gầy, chống gậy mà đi. Hàng thiên nữ biến thành bà già. Thấy sự biến đổi như vậy, tất cả ma rất ưu sầu, cả mình rợn óc, hãi sợ, suy nghĩ rằng đây là biến hóa gì mà khiến cho trong ngoài của ta đầy những bất thường. Phải chăng là sắp chết mất, đến lúc bị quả báo suy tán ư? Hay là thế gian sắp bị hoại kiếp ư? Lúc chúng ma đang lo sợ suy nghĩ như trên, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi dùng thần lực hiện ra trong ức thiên tử, đứng trước chúng ma mà bảo: Các người chớ lo sợ, đây chẳng phải là tai họa của các người, cũng chẳng phải kiếp hoại. Vì sao có hiện tượng đó? Nay sự kiện này vừa rồi có Đại Bồ Tát Đại Sĩ đang trụ địa vị không thoái chuyển, thần uy vĩ đại của đạo đức siêu việt thế gian, tên là Văn Thù Xá Lợi, đang nhập tam muội phá tán chư ma. Do y thần tam muội của Đại Sĩ mà hiện tượng đó xảy ra, không có việc gì khác. Các ma vương và ma chúng nghe các hóa thiên tử nói đến tên Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, họ càng tăng thêm kinh sợ run rẩy chẳng an. Tất cả cung điện ma đều chấn động dữ dội. Các ma vương thưa với các hóa thiên tử: Xin Ngài Đại Từ cứu khỏi tai ách cho chúng tôi. Các hóa thiên tử nói: Chớ sợ, chớ sợ, các người mau đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì Đức Phật Như Lai ấy có đại từ bi. Nếu chúng sinh nào có nhiều nỗi lo âu sợ hãi, bức bách khổ sở, thì chỉ đến quy y với Phật đều được an lạc, trừ hết lo khổ. Nói xong, các hóa thiên tử bỗng ẩn mất. Các ma vương và ma chúng nghe lời chỉ bảo trên, tất cả đều vui mừng, cùng nhau chống gậy đi trong khoảnh khắc đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thanh bạch: Đại Đức Thế Tôn, xin được cứu độ, xin được cứu độ khỏi tai quái khốn khổ đại họa này. Bạch Thế Tôn, tại chúng con thọ trì danh hiệu của trăm ngàn vạn ức chư Phật, chứ chẳng mong nghe một tên Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Vì sao? Vì khi chúng con một lần nghe đến tên Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, thì rất kinh sợ như sắp bị tán mạng. Khi ấy Đức Phật dạy: Nay ba tuần, nay sao các ông bỗng thốt ra lời như vậy? Vì sao vậy? Trong khi đó, những việc khai đạo làm lợi ích chúng sinh mà vị đại sĩ ấy làm, ngay cả hàng ức trăm ngàn Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng không làm việc đó, mà chỉ có Văn Thù Xá Lợi thường với chúng sinh mà kiến lập đại sự ấy trong cả ba thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, cho đến khi chúng sinh thành tục rồi, đạt đến trạng thái giải thoát. Vì vậy, các ông tuy nghe hàng trăm danh ngàn danh hiệu Phật, vẫn không khổ não kinh sợ. Nhưng sao các ông lại nói, chúng con nghe tên một vị Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đều rất kinh sợ? Các ma bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con thật hổ thẹn với thân hình già xấu này, thêm quá kinh sợ nên nói như vậy. Bạch Thế Tôn, từ nay chúng con quy y đấng chánh giác, ngưỡng mong thương xót hoàn phục thân hình cho. Đức Phật dạy: Các ông chờ giây lát, Văn Thù Xá Lợi đến đây rồi sẽ trừ hết sự xấu hổ cho các ông. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi từ tam muội dạy cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng, vô lượng trăm ngàn đại Bồ Tát và vô lượng trăm ngàn các rồng, dạ xoa, Càn Thất Bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hồ-la-già, rước so bay quanh, lại trỗi vô lượng trăm ngàn âm nhạc, lại mưa vô lượng bông hoa vi diệu, như hoa ưu bất la, hoa bát đồ ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi vi diệu, đủ đại trang nghiêm, có đại thần thông oai đức vô cực, đồng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật, đi vòng quanh Phật ba vòng, rồi lui ở một bên. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Xá Lợi, có phải ông đã nhập phá tán chư ma tam muội chăng? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch: Vâng, Thế Tôn, con đã có nhập. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Xá Lợi, từ Đức Phật nào mà ông được nghe dạy tam muội ấy, và ông tu bao lâu được thành mãn? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch: Bạch Thế Tôn, lúc con chưa phát tâm Bồ Đề, được nghe tam muội ấy nơi Đức Phật. Đức Phật hỏi:
Đức Phật nói tam muội ấy cho ông nghe, danh hiệu là gì? Bồ Tát Văn Tù sẽ lại bạch. Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở quá khứ, vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ kiếp, chẳng thể nghĩ bàn. Thuở ấy có Đức Phật hiệu Mạng Đà La Hoa Hương Như Lai, ứng cúng, chế biến trì, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, xuất hiện thế gian, tuyên nói phá tán chư ma tam muội ấy. Lúc ấy con sơ khởi được lắng nghe. Đức Phật bảo, này Văn Thù Xá Lợi, tam muội như vậy tu thế nào để được? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch, Bạch Thế Tôn, đại nếu là Bồ Tát thành tựu đủ 20 pháp thì được phá ma tam muội ấy. 20 pháp ấy là gì? 1. Quả trách tham dục, phá hoại lòng tham. 2. Quả trách sân nộ, phá hoại lòng sân. 3. Quả trách ngu si, phá hoại lòng si. 4. Quả trách thật đố, phá hoại lòng ghen ghét. 5. Quả trách kiêu mạn, phá hoại lòng kiêu mạn. 6. Quả trách các thứ ngăn che, phá hoại lòng ngăn che. 7. Quả trách nhiệt não, phá hoại lòng nhiệt não. 8. Quả trách tưởng niệm, phá hoại lòng tưởng. 9. Quả trách các kiến, phá hoại lòng kiến chấp. 10. Quả trách phân biệt, phá hoại lòng phân biệt. 11. Quả trách thủ sự, phá hoại lòng chấp thủ. 12. Quả trách chấp trước, phá hoại lòng chấp trước. 13. Quả trách các tướng, phá hoại tâm tướng. 14. Quả trách pháp có, phá hoại lòng có. 15. Quả trách pháp thường, phá hoại lòng thường. 16. Quả trách pháp đoạn, phá hoại lòng đoạn. 17. Quả trách các ấm, phá hoại lòng ấm. 18. Quả trách các nhập, phá hoại lòng nhập. 19. Quả trách các giới, phá hoại lòng giới. 20. Quả trách ba cõi, phá hoại lòng trong ba cõi. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát đủ 20 pháp này thì thành tựu tam muội ấy. Bạch Thế Tôn, là có 4 pháp Bồ Tát tu hành đầy đủ thì thành tựu tam muội ấy. Thế nào là 4? 1. Kiến lập tâm hành thanh tịnh điều nhu. 2. Tâm tánh thuần trực, không có các xiểm khúc. 3. Tâm không phan duyên, nhập thâm pháp nhẫn. 4. Nội ngoại sở hữu, hay sẽ thi tất cả. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát còn có 4 pháp để có thể được tam muội ấy, thế nào là 4? 1. Có đức tin sâu xa tuyệt đối. 2. Nói chân thật chính xác. 3. Thường tích không nhàn. 4. Chẳng nắm lấy các tướng. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp có thể được tam muội ấy, thế nào là 4? 1. Gần gũi bạn lành. 2. Luôn luôn biết dừng đủ. 3. Ngồi một mình tư duy. 4. Chẳng thích ồn ào. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp có thể được tam muội ấy. Thế nào là 4? 1. Giới chẳng phá hoại. 2. Giới chẳng khuyết phạm. 3. Giới không chỗ nương. 4. Giới chẳng vọng báo. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp có thể được tam muội ấy. Thế nào là 4? 1. Bỏ tâm thanh văn. 2. Lìa tâm duyên giác. 3. An trụ Bồ Tát nhẫn. 4. Giới chẳng bỏ chúng sinh. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Đại Bồ Tát còn có 4 pháp có thể được tam muội ấy. Thế nào là 4? 1. Tu không trừ ngã. 2. Lìa tướng không có tướng. 3. Vô nguyện trừ nguyện. 4. Sẽ bỏ các sở hữu. Đây là 4 pháp mà Bồ Tát có đầy đủ sẽ thành tựu tam muội ấy. Bạch Thế Tôn, thôi ấy, Đức Như Lai Mạng Đà La Hoa Hương tiếng nói pháp môn phá tán chư ma ấy, con được nghe và bắt đầu tu tập. Các loài có Phật hiệu Nhất Thiết Bảo Điện Tế Nhật Nguyệt Que Như Lai, ấn cúng chánh biến giác. Bây giờ ở nơi tam muội ấy con thành tựu đầy đủ. Đức Thế Tôn ấy tuyên nói pháp môn này trong chúng hội ấy, có 10.000 Bồ Tát thành tựu pháp môn phá tán chư ma tam muội. Bây giờ tôn giả sẽ lại phát bạch Đức Phật. Hy hữu thay Thế Tôn, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi này có thể từ thuở xa xưa tu thành tựu hàng ma tam muội, do ai lực tam muội khiến ma ba tuần và chúng ma và ma chúng tóc bạc già nua, hình trí đều suy tàn. Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Phải chăng ông cho rằng vị Văn Thù Xá Lợi này chỉ biến chúng ma ấy trong tam thiên đại thiên thế giới này làm cho già suy như thế này thôi sao? Ông chớ quan điểm như vậy. Vì sao?
Vì hiện nay trong mười phương hàng hà xa cõi Phật, tất cả chúng ma đều biến hóa như vậy cả, đều do oai lực của Văn Thù Xá Lợi làm ra. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Nay ông nên nhiếp thần lực của ông lại, khiến tất cả chúng ma hoàn phục bản mình, bản hình. Tuân lời của Phật, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bảo chúng ma: Các chân giả có thật chán sợ thân hình này chăng? Chúng ma bạch: Vâng, bạch đại sĩ. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bảo: Nếu như vậy thì các ngươi cũng nên chán sợ tham dục cho luyến tiếc. Chúng ma bạch lành thay đại sĩ: Kính nghe lời dạy tốt nào, dám sai trái. Chỉ mong nương chút oai thần để dập trừ sự khổ sở xấu khổ này. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi liền nhiếp thần lực khiến chúng ma trả nợ thân hình chư thiên trang nghiêm như cũ, rồi bảo chúng ma: Này ba tuần, ở đây những thuộc tánh về con mắt của ngươi. Cái gì là con mắt? Cái gì là tưởng thuộc con mắt? Là tướng trạng thuộc con mắt? Là tư duy thuộc mắt? Là ngã thuộc mắt? Là sự nương nơi thuộc mắt? Là sự vui thích thuộc mắt? Là lý luận thuộc mắt? Là ngã sở thuộc mắt? Là sự gìn giữ thuộc mắt? Là sự suy niệm thuộc mắt? Là sự xả bỏ thuộc mắt? Là sự phân biệt thuộc mắt? Là sự nghĩ lường thuộc mắt? Là thành tựu thuộc mắt? Là sự sinh khởi thuộc mắt? Là sự diệt tận thuộc mắt? Là sự đến và đi thuộc mắt? Các pháp như vậy là cảnh giới tạo nghiệp ma của các ngươi, gây nên cản trở chướng ngại. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Lại nữa, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là cảnh giới tạo nghiệp ma của các ngươi, gây nên cản trở chướng ngại, cũng đều như vậy. Các người cần phải biết rõ chính xác như thật. Lại nữa này, ba tuần, còn các thuộc tánh về con mắt của ngươi, tức là những thứ không phải thuộc con mắt, cũng chính là không có con mắt, thì không có tưởng về con mắt, không có sự dính mắt thuộc mắt, không có tướng trạng thuộc mắt, không có sự bám víu thuộc mắt, không có sự chướng ngại thuộc mắt, không có tư duy thuộc mắt, không có ngã thuộc mắt, không có sự nương tựa thuộc mắt, không có sự ưa thích thuộc mắt, không có hí luận thuộc mắt, không có ngã sở thuộc mắt, không có sự gìn giữ thuộc mắt, không có suy niệm thuộc mắt, không có sự nắm giữ thuộc mắt, không có xả bỏ thuộc mắt, không có phân biệt thuộc mắt, không có sự nghĩ lường thuộc mắt, không có sự quyết định thuộc mắt, không có sự sinh khởi thuộc mắt, không có sự diệt tận thuộc mắt, không có sự đi hay sự đến thuộc mắt. Như vậy các pháp ấy không phải cảnh giới của các ngươi. Các ngươi ở trong ấy không thể làm chủ được, không có pháp, không có năng lực nên không được tự tại và cũng không nắm giữ dính mắt. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều như vậy, và làm cho đến sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng là như vậy. Các ngươi cần phải biết rõ chính xác như thật. Lúc Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thuyết pháp ấy, trong chúng có một vạn ma vương ba tuần để phát tâm vô thượng bồ đề, 84.000 các ma quyến thuộc xa lệ trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Phẩm năm, Bồ Tát thân hành. Bây giờ Tôn giả Ma Ca Diếp bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện thỉnh Văn Thù Xá Lợi làm cho chúng con xem thấy các đại Bồ Tát, vì chư đại sĩ ấy khó được gặp gỡ vậy. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Ông nên biết, nơi đại chúng đều khát ngưỡng mong thấy mười phương văn tập các đại Bồ Tát, hiện đã phải lúc ông nên hiện hiện. Tuân lời Phật dạy, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bảo các đại Bồ Tát mười phương văn tập đến, như là Bồ Tát Pháp Luân, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Hàng Ma, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Ly Cấu, Bồ Tát Tịch Diệt, Bồ Tát Tuyển Trạch, Bồ Tát Pháp Vương Hống, vô lượng chúng đại Bồ Tát. Nay các đại sĩ, nay các vị đều nên ở tại cung điện tự hiện thân mình, rõ ràng đúng như hình trạng tại bản quốc của các vị. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi phát ra lời ấy xong, các đại Bồ Tát từ tam muội dậy đều hiện bản thân khiến tất cả đại chúng đều thấy. Hoặc có Bồ Tát thân cao lớn như núi Tu Di Vương, hoặc có Bồ Tát thân lớn 84.000 do tuần, hoặc 100.000 do tuần, hoặc 90.000 do tuần, cho đến 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, hoặc có thân lớn 10.000 do tuần, cho đến hoặc có thân 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, hoặc có thân lớn 1.000 do tuần, cho đến có thân 500, 400, 300, 200 do tuần, hoặc có thân lớn 100 do tuần, cho đến hoặc có thân 50, 40, 30, 20,
hoặc có thân lớn 10 do tuần, cho đến có thân chỉ có 5, 4, 3, 2, 1 do tuần. Như vậy cho đến hoặc có các vị Bồ Tát vóc dáng thân hình lớn nhỏ, cao, thấp, rộng, hẹp, như thân thể con người thuộc thế giới ta bà này, không khác. Khi ấy tam thiên đại thiên thế giới này, đầy cả đại chúng không có một khoảng trống nhỏ, dù bằng đầu cái gậy. Tất cả chúng đại Bồ Tát ấy đều là công đức nguyên nguy, trí tuệ sâu xa, đầy đủ oai lực, thành tựu thần thông, phong ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng trong ngàn cõi Phật. Cho đến chư thiên đại đức, chư thiên đại oai đức cùng trời rồng giả xoan cả tất bà Adula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, các đại vương, các tiểu vương đều đông đủ. Bây giờ, Bồ Tát Văn Tu Sĩ Lợi đứng dậy trên y phục để ở vai áo bên phải, cuối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng Phật mà bạch. Bạch Thế Tôn, nay muốn thử hỏi Như Lai ứng đặng chánh giác chút ít để giải quyết lòng nghi, chẳng biết Thế Tôn có thương cho phép chăng? Đức Phật dạy, cho phép ông hỏi. Như Lai ứng đặng chánh giác sẽ giải thích quyết dứt lòng nghi cho ông, khiến ông vui mừng. Văn Thù Sĩ Lợi bạch, Bạch Thế Vân, Bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe tiếp nhận những lời tuyên thuyết. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi bạch, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát? Nói Bồ Tát đó có những nghĩa gì? Đức Phật dạy, này Văn Thù Sĩ Lợi, ông hỏi thế nào là Bồ Tát và Bồ Tát có nghĩa gì? Do việc có thể biết rõ tất cả pháp nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát vậy. Này Văn Thù Sĩ Lợi, tất cả pháp mà Bồ Tát biết rõ đó là ngôn thuyết. Này Văn Thù Sĩ Lợi, thế nào là biết Bồ Tát biết rõ tất cả pháp? Những là biết rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Này Văn Thù Sĩ Lợi, thế nào là vị Bồ Tát biết rõ mắt, biết rõ tai cho đến biết rõ ý? Này Văn Thù Sĩ Lợi, điều ấy có nghĩa là vị Bồ Tát biết rõ bản tánh của pháp nhãn là không. Như vậy, biết rõ tai cho đến biết rõ ý cũng đều biết rõ bản tánh của chúng là không. Biết rõ như vậy rồi, Bồ Tát cũng không sinh ý niệm, tôi có thể giác tri. Biết rõ như vậy rồi, trọn chẳng sinh niệm rằng tôi có thể giác tri. Biết rõ nhãn như vậy rồi, Bồ Tát lại biết rõ từ bản tánh của sắc thanh hương vị xúc và pháp là không. Biết rõ như vậy rồi, Bồ Tát cũng chẳng phân biệt rằng tôi có thể giác tri. Đây là Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Này Văn Thù Sĩ Lợi, Bồ Tát biết rõ năm ấm như thế nào? Bồ Tát xem thấy năm ấm, thể tánh vốn tự không. Vì biết rõ như vậy nên quán vô tướng. Vì biết rõ như vậy nên quán vô nguyện. Vì biết rõ như vậy nên quán không có dục. Vì biết rõ như vậy nên quán tịch tỉnh. Vì biết rõ như vậy nên quán viễn ly. Vì biết rõ như vậy nên quán không sở hữu. Vì biết rõ như vậy nên quán không thật. Vì biết rõ như vậy nên quán không động. Vì biết rõ như vậy nên quán không sinh. Vì biết rõ như vậy nên quán không đến. Vì biết rõ như vậy nên quán không đi. Vì biết rõ như vậy nên quán không chân. Vì biết rõ như vậy nên quán không chủ. Vì biết rõ như vậy nên quán không chứng. Vì biết rõ như vậy nên quán không biết. Vì biết rõ như vậy nên quán không kiến chấp. Vì biết rõ như vậy nên quán không có người. Vì biết rõ như vậy nên quán không có tưởng. Vì biết rõ như vậy nên quán không thể nêu bày. Vì biết rõ như vậy nên quán chỉ có tên. Vì biết rõ như vậy nên quán vô ngã. Vì biết rõ như vậy nên quán phân biệt khởi. Vì biết rõ như vậy nên quán tự duyên sinh. Vì biết rõ như vậy nên quán như huyễn. Vì biết rõ như vậy nên quán như huyễn hóa. Vì biết rõ như vậy nên quán như mộng. Vì biết rõ như vậy nên quán như bóng trong gương. Vì biết rõ như vậy nên quán như âm vang. Vì biết rõ như vậy nên quán như cây chuối. Vì biết rõ như vậy nên quán không tồn tại lâu dài. Vì biết rõ như vậy nên quán không vững chắc. Vì biết rõ như vậy nên quán hư vọng. Vì biết rõ như vậy nên quán không có thật. Vì biết rõ như vậy nên gọi là Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Lại nữa này, Văn Thù Sĩ Lợi, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ tham sân si? Bồ Tát biết rõ tham dục kia do vì phân biệt mà khởi. Biết rõ sân khỏe kia do vì phân biệt mà khởi. Biết rõ ngu si kia do vì phân biệt mà khởi. Nhưng cũng biết rõ cái phân biệt kia là không, không sở hữu, không vật, không hí luận, nên chẳng thể nêu bày, chẳng thể chứng đắc. Đây là Bồ Tát biết rõ tất cả pháp.
Lại nữa, này Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát biết rõ ba cõi? Bồ Tát biết rõ cõi dục không ngã nhân, cõi sắc không có tạo tác, cõi vô sắc không vô hữu. Biết rõ ba cõi kia đều viễn ly, đây là Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Lại nữa này Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát biết rõ chúng sinh hành? Bồ Tát biết rõ chúng sinh này tham dục hành, chúng sinh này sân khởi hành, chúng sinh này ngu si hành, chúng sinh này đẳng phân hành. Biết rõ như vậy, chứng tri như vậy, vì chúng sinh mà giảng thuyết như vậy, giáo hóa như vậy, khiến được giải thoát như vậy, đây là Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Lại nữa này Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát biết rõ chúng sinh? Bồ Tát biết rõ chúng sinh chỉ có danh tự, rời lìa danh tự ấy thì không có chúng sinh riêng. Thế nên tất cả chúng sinh tức là một chúng sinh kia tức là tất cả chúng sinh. Chúng sinh như vậy tức là chẳng phải chúng sinh. Nếu ai có thể không phân biệt như vậy, đó là Đại Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Lại nữa, biết rõ tất cả pháp thế nào? Có thể biết rõ Bồ Đề Đạo như vậy, đó là Đại Bồ Tát biết rõ tất cả pháp. Thuyết minh lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kể rằng, biết rõ mắt với tai, tự thể thường không tịch, chẳng nói tôi hay giác, thì gọi là Bồ Tát. Quán mũi cùng với lưỡi, bản tánh không sở hữu, chẳng phân biệt tôi giác, thì gọi là Bồ Tát. Trí tuệ quan sát thân, cũng giác ý tự nhiên, giác rồi nói dạy người, thì gọi là Bồ Tát. Sắc thân hương vị xúc, ý chỗ thích trần cảnh, biết rõ bản tánh không, thì gọi là Bồ Tát. Biết sắc cùng thọ tưởng, hành ấm và thức tâm, tất cả đồng như huyễn, thì gọi là Bồ Tát. Năm ấm tụ như mộng, biết nó không một tướng, chẳng phân biệt tôi biết, thì gọi là Bồ Tát. Chẳng sinh cũng chẳng xuất, không tác cũng không nói, chỉ có danh tự thôi, danh ấy cũng không vật. Biết tham dục sân khỏe, đều do phân biệt khởi, phân biệt ấy không thể, cứ cánh trọn tự không. Si cũng phân biệt sinh, phân biệt nhân duyên sinh, duyên đây sinh kiến chấp chẳng nắm bắt. Biết khắp ba cõi không, tất cả không chân thật, nơi kia chẳng thể động, nên gọi là Bồ Tát. Cõi dục chẳng thành tựu đều do phân biệt khởi, cõi sắc, cõi vô sắc, tất cả chẳng bền vững. Sở hành của chúng sinh, người trí đều biết rõ, tham dục cùng sân khỏe và ngu si kia thảy, tất cả các chúng sinh, tức là một chúng sinh. Trí giả không sở giác, chẳng niệm chúng sinh kia, các pháp được sinh khởi, đều nhân điên đảo sinh, biết rõ điên đảo ấy, biết chân tướng điên đảo. Trí tuệ rất vi diệu, chẳng nắm giữ âm thanh, biết rồi không chấp trước, nên gọi là Bồ Tát, hay sở thịt thân mình, cũng trọn không nương tựa, biết chân thật như vậy mới gọi là Bồ Tát. Đến trì giới biển ngạn, cũng chẳng niệm biển ngạn, biết rõ giới hạnh, pháp như không sinh cũng không tận, từ tâm khắp chúng sinh, chẳng được tướng chúng sinh, biết rõ chúng sinh tế chỉ do giả ngôn tuyên, dũng mãnh đại tinh tấn, thâm tâm chán hữu vi, thấy ba cõi không hư, chứng vô thượng đẳng giác, thường nhập thiền vi diệu, không đấm không chỗ nương, không trụ không ban duyên. Trí giả định như vậy, hay dùng dao trí bén, dứt trừ các giới kiến, quan sát tánh pháp giới, không đức cũng không tổn. Nếu người thật biết rõ tất cả pháp như thật, liền đó lợi chúng sinh mới gọi là Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đời tượng và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.